Nữ Phước Thịnh lên tiếng việc dùng chất trái phép. Nam em hiện ra sao sau loạt thị phi? Phương Mỹ Chi nói gì sau ồn ào? Lệ Quyên ẩn ý chuyện bị hạ bệ. Chu Thanh Huyền làm gì sau lễ giảm ngõ với Quang Hải? G-Dragon gia nhập công ty mới, trở lại vào năm 2024. Park Min Young khoe mặt mộc ở giao diện 37kg. Xin chào, là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Nữ Phước Thịnh chính thức lên tiếng tình dùng chất trái phép. Nữ Phước Thịnh không phải nhân vật xa lạ của showbiz Việt, sao nam không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng mà còn sở hữu một giọng hát đặc biệt. Tuy nhiên thì bên cạnh những hào quang, Nữ Phước Thịnh cũng nhận về những lời thị phi. Điển hình như vừa qua tại concert của Hoàng Thùy Linh, Nữ Phước Thịnh xuất hiện với những cử chỉ, thái độ bất cần, ngông nghênh. Thậm chí dân tình còn đồn đoán nam ca sĩ có biểu hiện như dùng chất trái phép. Đến bây đây thì sao nam lần đầu tiên lên tiếng về loạt hành động lạ trong đêm concert của Hoàng Thùy Linh làm dấy lên tin đồn kia. Còn mấy bác mắc cười lắm, để tôi kể cho các bác nghe. Đợt đó tôi đi live show Hoàng Thùy Linh về, có một luồng dư luận bảo là tôi dùng chất trái phép. Kiểu như tôi hay làm vậy nè, cái nói tôi bị vậy. Dạ con mới bắt cái máng ở trong răng đó mấy chú ơi. Không chỉ lên tiếng thì Nữ Phước Thịnh còn chỉ bộ phận trong răng của mình để khán giả có thể thấy nữa nè. Nam em hiện ra sao sau loạt thị phi? Sau khi công khai bạn trai cũng là chồng sắp cưới, nam em đã nhận về vô số phản ứng trái chiều từ công chúng. Cũng từ đây thì loạt thị phi đã bủa vây cô nàng, bao gồm cả những drama với mẹ nuôi của cô. Hiện tại sự việc đang dần lắng xuống. Trong khoảnh khắc mới nhất được nam em chia sẻ thì cô nàng đã có mặt tại một không gian đầy sang chảnh, ấm cúng. Cả hai không ngần ngại thể hiện những hành động, cử chỉ đầy âu yếm. Bạn trai nam em còn chủ động ôm chặt nửa kia vào lòng. Như vậy có thể thấy dù gặp về nhiều phản ứng, tuy nhiên nam em vẫn giữ vững một niềm tin nơi nửa kia của mình. Họ luôn như hình với bóng ở cả các sự kiện sao nữ tham dự và cuộc sống hàng ngày của cô. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của nam em? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để iBiz được biết với nhé. Phương Mỹ Chi nói gì sau ồn ào? Sau ồn ào, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi vẫn hoạt động sôi nổi trên không gian mạng và ở các sự kiện. Mới đây thì giọng ca trẻ còn xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim. Tại sự kiện thì chia sẻ với truyền thông về ồn ào vừa qua, Phương Mỹ Chi cho biết hiện tại phía công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo pháp luật. Mọi động thái của Chi và câu trả lời của Chi đều đã được đăng tải trên fanpage. Hiện tại bây giờ, phía quản lý của Chi và cục A05 đã tiến hành làm mọi thứ theo pháp luật, nên mong mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi những thông tin từ phía công ty của Chi cũng như từ cục A05. Khi được hỏi cuộc sống có xáo trộn trước những tin đồn nhạy cảm, Phương Mỹ Chi chia sẻ, nói không thì cũng không đúng, cảm xúc của Chi hiện tại vẫn là mong mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ mình. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Phương Mỹ Chi? Lệ Quyên ẩn ý chuyện bị hạ bệ. Trở thành một trong những chị đẹp tham gia show Đạp Gió phiên bản Việt, Lệ Quyên lại càng nhận thêm nhiều chú ý. Tuy nhiên thì bên cạnh những lời tích cực, cô nàng cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Trước sự việc này thì nữ ca sĩ đã đăng tải loạt story lên Instagram ám chỉ có ai đó mua bài nhằm hạ bệ mình và nâng người đó lên. Tất cả những chia sẻ của Lệ Quyên như muốn nói đến một nhân vật nào đó mà không ai biết là ai. Chưa hết đâu nha, trên trang cá nhân của mình thì Lệ Quyên cũng đăng tải nội dung về vinh quang và sự tử tế. Con đường của người lương thiện luôn thanh thang và đầy hoa thơm quả ngọt. Vinh quang đến bằng sự tử tế sẽ bền vững trước mọi thử thách. Giống như những đóa sen, kể cả có gần bùng cũng sẽ không bao giờ hôi tanh mùi bùng, luôn thơm ngát thanh tao. Trong trường hợp này thì bùng luôn ở dưới chân và chỉ giúp ta rực rỡ, khoe hương sắc hơn thôi. Bên cạnh đó thì nữ hoàng phong trà cũng không quên kêu gọi mọi người theo dõi drama được cô cập nhật liên tục. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ đầy ẩn ý này của Lệ Quyên? Đan Trường đóng phim Tết 2024. Dịp Tết này mọi người sẽ được chào đón một gương mặt lạ mà không lạ của màn ảnh Việt, đó chính là anh Bo Đan Trường. Nói là lạ bởi có lẽ khán giả quen với hình tượng ca sĩ của Đan Trường hơn là một diễn viên nè. Theo đó thì nhà sản xuất vừa tung trailer gặp lại chị bầu khiến các fan của Đan Trường không khỏi phấn khích. Về phía sau nam chia sẻ về vai trò đặc biệt này, anh hào hứng bày tỏ. Trường từng hát nhạc của Nhất Trung nên rất vui, hào hứng khi được góp mặt trong dự án phim Tết của Trung. Lâu rồi Trường mới trở lại với phim ảnh nên cảm xúc lúc diễn xuất cũng mới lạ. Khi đến phim trường, nhìn bối cảnh dàn diễn viên hot nhất hiện nay, Anh Tú Diệu Nhi, Trường thấy được sự đầu tư chỉnh chu, hoành tráng của nhà sản xuất. Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim thú vị dành cho mọi người trong dịp Tết.
Nhưng vai trò của Đăng Trường trong Gặp Lại Chị Bầu vẫn được giữ kín ở thời điểm hiện tại để mang đến sự bất ngờ cho khán giả vào phút chót. Bạn có dự đoán nào hay không? Hãy chia sẻ với iBiz nhé! Vợ trẻ Tuyết Cương nổi đóa khi bị phán xét. Mặc dù đã kết hôn một thời gian, song đến hiện tại, vợ trẻ của nam diễn viên Tuyết Cương vẫn nhận về những lời bàn tán xì xào. Mới đây, bà xã nam diễn viên đã thẳng thắn đáp trả lời bình luận kém duyên của netizen rằng ham tiền, 25 mà lấy 50 như sau. Trước khi tôi gặp chồng tôi đã có tư tưởng thà không lấy chồng thì phải lấy chồng lớn tuổi vì rất yên tâm. Người ta chững chạc, trải nghiệm nhiều, biết không bị sa ngã và có điểm dừng. Bản thân tôi lo sợ dữ lắm, phụ nữ là phải sinh nở, mau già hơn so với đàn ông. Vì vậy tôi muốn lấy chồng lớn tuổi để trừ hao, không lo sợ già hơn chồng. Đối với tôi, lấy chồng trẻ là mạo hiểm. Đâu có biết 20, 30 năm sau còn trẻ thì hứa như vậy thôi, chứ sau đó đâu biết được. Chồng tôi lớn hơn tôi hai mấy tuổi, miễn sao vợ chồng người ta chính chủ, hợp pháp, không vi phạm đạo đức, pháp luật là được rồi. Đâu có lén lút đâu. Vợ chồng còn là cái duyên, cái nợ nữa, chứ có phải tôi muốn là được đâu. Bạn nghĩ sao trước những phản hồi này của bà xã nam diễn viên Tuyết Cương? Chú Thanh Huyền làm gì sau lễ giảm ngõ với Quang Hải? Cõi mạng vừa qua đã lan truyền chóng mặt những hình ảnh nam cầu thủ Quang Hải làm lễ giảm ngõ với người đẹp Chu Thanh Huyền. Theo nhiều nguồn tin thì cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày đầu tiên của năm mới 2024. Sau lễ giảm ngõ sáng ngày 20 tháng 12 đến tối cùng ngày, Chu Thanh Huyền làm việc ngay và luôn. Cụ thể thì nàng Wax đã livestream bán hàng, tương tác trên mạng xã hội. Đáng nói thì trong phiên live này Chu Thanh Huyền cho biết sau này sẽ khó gặp cô vì công việc bận rộn, sẽ ít livestream lại. Từ câu chuyện làm ăn của Chu Thanh Huyền, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho cô bởi dù có chồng tương lai là cầu thủ nổi tiếng, có mức lương top 1, nhưng Chu Thanh Huyền vẫn phát triển công việc riêng của mình thay vì phụ thuộc. Bạn nghĩ sao về cặp đôi này? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để iBiz được biết với nhé! G-Dragon gia nhập công ty mới trở lại vào năm 2024. Vào sáng nay ngày 21 tháng 12, CEO Chu Sung-hee của Galaxy Corporation đã tổ chức họp báo để khép lại vụ ồn ào dùng chất trái phép của G-Dragon, đồng thời ra lời xác nhận G-Dragon đã gia nhập công ty này. Thời gian tái xuất của sao nam là vào năm 2024. Khi được hỏi về ồn ào của cựu trưởng nhóm Big Bang, CEO cho biết G-Dragon và nữ quản lý hộp đêm hoàn toàn không biết nhau. Dù bị tổn thương nhưng G-Dragon muốn cho netizen cơ hội xóa bỏ trong vòng một tuần. Từ ngày 28 tháng 12, công ty sẽ có biện pháp pháp lý mạnh tay nếu những bình luận ác ý tiếp tục xuất hiện. Mặc dù G-Dragon không tham dự họp báo, nhưng anh đã có động thái xác nhận ký hợp đồng với Galaxy Corporation. Trên trang cá nhân, thì thủ lĩnh Big Bang đăng tải hình ảnh dòng chữ G-Dragon và Galaxy Corporation được thiết kế theo phông chữ của thương hiệu riêng. Park Min Young khoe mặt mộc ở giao diện 37kg. Như iBiz đã chia sẻ trước đó, để nhập vai cho dự án mới, nữ diễn viên Park Min Young đã phải giảm xuống 37kg. Thân hình nhỏ bé, gương mặt hốc hác của cô nàng khiến bao người phải xót xa, song nhờ đó lại càng thêm khâm phục sự hy sinh của những nghệ sĩ có tài. Ở diễn biến mới thì Park Min Young đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video ngắn, đến kèm là lời nhắn: "Hãy chăm sóc bản thân nhé, hiện tại ở Hàn nhiệt độ đang giảm nhiều." Trong clip thì người đẹp diện đồ thoải mái, khoe mặt mộc mịn màng. Đây vẫn là khuôn mặt có phần hơi hốc hác của Park Min Young ở tuổi 37 để phù hợp với hình ảnh người vợ mắc bệnh nan y và không còn nhiều thời gian để sống trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Dưới phần bình luận thì netizen gửi lời khen tặng cho làn da mịn màng của Park Min Young và tất nhiên vẫn có những lời xót xa vì nhìn người đẹp có phần hốc hác như thế này. Có gì trong phim Chữa Lành chào mừng đến với Sam Danri? Dịp cuối năm này, khán giả vẫn được đón xem những bộ phim trong và ngoài nước đầy chất lượng. Trong đó, Chào Mừng Đến Sam Danri đang là bộ phim Hàn Quốc được quan tâm với nội dung chữa lành, như một thông điệp đẹp khép lại một năm 2023 đầy màu sắc của điện ảnh nước này. Phim kể về câu chuyện của những người trẻ từng có ước mơ, khát vọng, từng bay bổng khắp chốn, nhưng rồi sau cùng lại trở về quê hương Sam Danri, về với hòn đảo Jeju, nơi đi đến đâu cũng toàn những gương mặt cũ. Nữ chính Sam Dan Shin Hye-sun xinh đẹp, tài giỏi, sau 15 năm bươn chải nơi đất khách thì đã trở thành nhiếp ảnh gia đại tài, nổi tiếng cả thế giới, thân thiết với toàn những siêu sao. Song tất cả đã tan biến vì sự đố kỵ của một kẻ học Việt và rồi Sam Dan phải trở về quê hương. Tại đây cô phải đối mặt với Jong Pil, Ji Chang Guk, Thanh Mai Trúc Mã, tình đầu kim người yêu cũ của cô. Và 1001 câu chuyện đã xảy ra. Bạn có xem bộ phim này chưa? Hãy bày tỏ cảm xúc của mình để iBiz được biết với nhé! Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí iBiz ngày hôm nay của chúng tôi. Ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.